Ngày xưa, tại một thiên hà xa thật là xa, có một cuộc nội chiến giữa đảng cầm quyền là phe đế chế và phe nổi dậy là đảng Cộng Hòa. Phe Cộng Hòa đã thành công đánh cắp được bản kế hoạch Death Star, một trạm vũ trụ khổng lồ có khả năng hủy diệt cả một hành tinh. Darth Vader chỉ huy một đạo quân đế chế truy đuổi công chúa Leia của Alderaan nhằm đoạt lại bản vẽ. Lính của đế chế đi đến đâu, lính Cộng Hòa ngã ra đến đấy. Trừ hai con droid này, con sách toi lùn gọi là R2-D2, con sách đô màu vàng thì gọi là C3PO. Leia kịp giấu bản kế hoạch và bộ nhớ của sách toi trước khi bị bắt. Hai con droid thoát đi được trên một con tàu thoát hiểm. Và dù droid trong cái vũ trụ này nó phổ cập như là PC laptop, thì anh lính đế chế này vẫn thả cho đi vì không quét được sự sống trên tàu. Tất nhiên là khi biết tin thì Vader bắt đuổi theo ngay. Hai con droid đáp xuống hành tinh Tatooine gần đó, đi bộ vuốt râu hết nửa ngày trời nhưng lính đế chế vẫn không đuổi kịp, mà thay vào đó chúng lại bị bắt lại bởi các lái buôn bản địa và bị bán cho ông nông dân này mà bạn không cần nhớ tên. Nhớ tên thằng cháu Luke Skywalker là được rồi. Trong khi lau chùi con sách toi, Luke phát hiện đoạn clip của Leia đang cầu cứu một người tên là Obi-Wan Kenobi. Dù hình ảnh chỉ được có 144p, nhưng với sức mạnh của tuổi dậy thì Luke vẫn nhận ra đây là một cô gái đẹp. Đêm đó, Luke đang muốn thể dục cổ tay thì phát hiện ra con sách toi đã mất tích. Của đống tiền của ông bác không thể để mất, Luke cùng Sekdo nhanh chóng lên đường tìm ngay. Dù tìm được Sekdo nhưng Luke bị tấn công bởi một đội lụm ve chai. Cậu may mắn được một người quen giải cứu, ẩn sĩ giả Ben Kenobi. Hey bro, ông biết Obi-Wan Kenobi không? Biết chứ, tên thật của ta mà. Ta sống ẩn giật nên mới đổi tên thôi chứ không đổi họ. Obi-Wan đưa Luke về nhà và kể về lực lượng Jedi, thanh gươm lưỡi kiếm của nền Cộng Hòa. Obi-Wan từng là một Jedi và bố Luke cũng vậy, nhưng đã bị một học trò sa ngã của Obi-Wan là Darth Vader giết hại. Obi-Wan tặng Luke thanh lightsaber của bố cậu, thứ vũ khí đặc trưng của Jedi, nhưng quên không dặn nên hướng về đâu trước khi bật nên tí thì đang xuất sớm. Các Jedi sử dụng một thứ năng lượng thần bí lấy ra từ trong không khí gọi là haki, có sức mạnh của một cái máy rung điều khiển từ xa, đủ khả năng để khiến bất cứ ai cũng phải lên đỉnh như thế này. Lúc này thì Sekdo phát tin nhắn đầy đủ của Leia, cô xin Obi-Wan đưa bản vẽ Death Star về quê nhà Alderaan để nghiên cứu. Obi-Wan liền rủ Luke đi cùng để học haki. Luke còn trẻ còn lười học ham chơi nên từ chối và bỏ về. Nào ngờ lúc về thì nhà đã tan hoang. Lính đế chế trong lúc đi tìm hai con droid đã giúp Luke thành trẻ mồ côi bác, nhưng Luke vẫn còn bác Ben Kenobi nên họ cùng nhau đi đến bến nhà rồng để tìm đường cứu nước. Tại đây họ thuê Han Solo trở đến Alderaan. Han là một tên buôn lậu đang bị truy nã do mắc nợ cái con ốc sên nhưng không có vỏ ốc khổng lồ tên là Jabba này. Han là chủ của con tàu Millennium Falcon này và có trợ tá là cái con giống khỉ đầu chó tên là Chewbacca này. Nhưng trước khi nhóm của Luke đến được Alderaan, đế chế đã dùng Death Star phá hủy hành tinh này để thị uy với Leia và tiện thể bắt được luôn cả tàu Falcon khi nó xuất hiện. Nhưng dù có sở hữu công nghệ quét được sự sống thì nhờ khả năng buôn lậu có số má của Han nên cả nhóm không bị phát hiện nhờ trốn trong khoang hàng lậu. Han cũng thể hiện tính kính lão của mình khi Obi-Wan được ở một mình một khoang, còn Luke thì phải chui rúc với Han và con khỉ đầu chó. Sau đó thì họ thành công xả súng hạ một đám lính đế chế mà không đánh động gì đến bên ngoài, và cũng không làm hư hại hai bộ đồng phục tình cờ có sai vừa in mà Luke và Han lút được khi đột nhập vào phòng dữ liệu và phát hiện ra Leia đã được book lịch hẹn để xử tử. Được thôi thúc bởi khung xương chậu của tuổi dậy thì, Luke thuyết phục Han cùng cứu Leia vì công chúa thì thiếu gì tiền trả công. Sau một hồi chạy loang quang trong Death Star, cả nhóm thành công cứu được Leia, dù Obi-Wan phải hy sinh để cầm chân Vader. Trên tàu Falcon, Leia sung sướng hét lên: "Chúng ta đã làm được!" Dù cô chả làm cái mẹ gì. Tuy nhiên tất cả đều ở trong dự tính của Vader. Hắn lần theo dấu vết của Falcon và tìm được căn cứ của quân Cộng Hòa, nhưng quân Cộng Hòa đã tìm thấy điểm yếu của Death Star tại cống thoát nhiệt. Chỉ cần skill định hướng chính xác là one shot luôn. Dù Han bỏ đi khi nghe tin căn cứ bị đế chế tấn công, Luke vẫn gia nhập phi đội X-Wing để chiến đấu. Vader đích thân lái máy bay ra trận, dùng tự động ngắm khóa mục tiêu rồi bắn thẳng vào khoảng không, và bằng một cách nào đó vẫn phá hủy được máy bay phe Cộng Hòa. Vader đuổi bắn Luke, nhưng Han và khỉ đấu chó bất ngờ trở lại, đánh bật máy bay của Vader trước khi hắn có thể hạ Luke. Được sự chỉ dẫn của hồn ma Obi-Wan rằng đừng có tin vào cái tự động ngắm, dùng haki đi. Luke sử dụng haki nhân vật chính thành công bắn bi vào trong lỗ, phá hủy Death Star, giành thắng lợi về cho phe Cộng Hòa. Trong buổi lễ ăn mừng tại căn cứ, Leia trao huân chương cho Luke và Han. Khi đầu chó đứng đó cũng gào lên: "Huân chương của tao đâu?" Và cả cái áo chùm cuối dành cho người đẹp trai nữa. Nhưng mọi người chỉ nghe ra hú hú khẹt khẹt nên đồng loạt vỗ tay tán thưởng. 3 năm sau, quân Cộng Hòa lúc này đã chuyển căn cứ đến hành tinh Nga, nhưng đế chế vẫn tìm ra nhờ bắn máy thăm dò khắp thiên hà. Khi Luke đi điều tra máy thăm dò rơi tại hành tinh Nga, cậu bị một con nhìn giống như người tuyết đánh ngất rồi đem đi cất trong tủ lạnh. May mắn thanh lightsaber của Luke lại rơi gần đó. Luke dùng haki để lấy thanh kiếm, chém bỏ mẹ con thú và thoát được, nhưng do trời lạnh quá nên lịm dần đi. Trước khi Luke kịp bất tỉnh, hồn ma Obi-Wan hiện lên, nói với Luke rằng cậu phải đến Dagobah để luyện haki dưới sự hướng dẫn của Rayleigh, à nhầm, phim của Yoda. Nhưng mà what the f**k bro, ông làm gì trong 3 năm qua mà không nói. Lúc này ở căn cứ thì Han đang nhất quyết đòi bỏ đi để theo đuổi một cuộc phiêu lưu nào đó mà chỉ có người đọc truyện mới biết. Nhưng khi nghe tin Luke mất tích thì nhất quyết ở lại để tìm bạn. Han kịp thời tìm ra Luke và giữ nhiệt cho cậu, nhưng thay vì mua áo chùm cuối và mặc thêm như một người bình thường sẽ làm, Han lại nhét lúc vào trong bụng một con thú cưỡi nom rất là mất vệ sinh. Đến sáng hôm sau thì hai người được lính Cộng Hòa giải cứu, đưa về căn cứ dùng công nghệ của người Saiyan chữa trị. Khi lúc tỉnh dậy thì Han lại đòi bỏ đi. Leia không cho vì đế chế đã để mắt tới căn cứ này. Han nhất quyết cho rằng Leia đang không muốn xa Han mà thôi. Nên là Leia hôn lúc luôn trước mặt Han cho nó cẩn thận. Và Leia không sai, đế chế đã quyết định mở cuộc tấn công quy mô lớn, phái xuống những cỗ máy đi bộ khổng lồ. Thay vì dùng bánh xe tăng thì lại dùng chân cho nó ngầu, và cho quân Cộng Hòa dễ tấn công hơn. Dù gì thì quân Cộng Hòa cũng phải sơ tán. Han cùng Leia rời đi với Sekdo và khỉ đầu chó trên Millennium Falcon. Còn Luke và Sektor thì đến Dagobah trên chiến cơ X-Wing số hiệu MH370 của mình, và hạ cánh bằng cách cắm đầu xuống đầm lầy. Luke gặp Yoda, người miễn cưỡng nhận cậu là đệ tử nhờ hồn ma Obi-Wan xin xỏ. Và tất cả những gì Yoda dạy Luke là lải nhải phải làm chủ cảm xúc tiêu cực của bản thân. Đáng ra Luke nên đến trái đất để tìm She-Hulk, hoặc ít nhất là Bruce Banner cũng được. Tất nhiên là Luke không phục ông thầy của mình lắm, cho đến khi chứng kiến Yoda dùng haki nâng máy bay từ đầm lầy lên một cách dễ dàng. Nhìn mặt Yoda thì cũng không dễ lắm. Luke quyết chí học hành, mở được ra haki quan sát cấp cao và nhìn thấy tương lai Han và Leia gặp nguy hiểm, nên kệ cho Obi-Wan và Yoda nói rằng cậu chưa đủ sức đánh Vader, Luke vẫn quyết định bùng học để đi cứu bạn. Do là Vader đã triệu tập một vài thợ săn tiền thưởng đến tìm Falcon, trong đó có Boba Fett, nhân vật phản diện nổi tiếng có ít thời lượng trên hình nhất lịch sử. Sau khi rời khỏi hành tinh Nga, nhóm của Han tới Bespin, nơi được điều hành bởi một người bạn của Han tên là Lando. Nhưng Fett và Vader tới đây và ép Lando phải giao nộp Han. Vader tra tấn Han bằng một thiết bị như kết quả của 5 cuộc thí nghiệm thất bại, rồi đóng băng Han và trao cho Fett để đi lấy tiền thưởng từ Jabba. Lando quay xe giải thoát cho Leia và khỉ đầu chó, nhưng đã quá muộn để ngăn Fett lại. Cả nhóm phải mở đường máu để chạy đến Falcon và rời thành phố. Luke cũng đã tới và chiến đấu với Vader, nhưng Vader áp đảo dễ dàng và chặt đứt tay Luke. Vader dụ Luke gia nhập phe bóng tối, cùng nhau đảo chính giết hoàng đế để làm chủ thiên hạ. Tại sao lại là Luke? Đáp án có trong phân cảnh huyền thoại này. Ê nhóc, mày biết bố mày là ai không? Bố tôi bị ông giết chứ gì. Không, tao là bố mày. Ôi không. Luke quá sốc nên quyên sinh tự vẫn, nhưng nhờ hào quang nhân vật chính nên được cứu bởi cái ống tôi cũng không rõ để làm gì này, và bám được vào một cái anten. Nhờ đôi mắt như cái ống nhòm để nhìn thấy Luke ở khoảng cách này của Lando, nên tàu Falcon kịp thời đến cứu, đưa Luke về một căn cứ của quân đội nổi dậy để lắp tay máy. Sau một năm, Sekdo và Sektor được phái đến Tatooine để gặp Jabba, đem theo đề nghị trao đổi hai con roi lấy Han của Luke. Jabba ok nhận luôn hai con roi, nhưng mà Han thì còn lâu mới trả. Đổi chiến thuật, Leia cải trang thành một thợ săn tiền thưởng, đem khỉ đầu chó đến nộp cho Jabba, rồi thâm nhập vào lòng địch để tìm và thành công giã đông cho Han. Nhưng Jabba đã đợi ở đây từ chiều. Han lại bị bắt lại rồi đem nhốt chung với khỉ đầu chó. Còn Leia thì bị con ốc sên không vỏ kia bắt làm nô lệ. Đổi chiến thuật tiếp, lần này thì Luke đích thân đến gặp Jabba. Một lần nữa Jabba lại có bẫy, Luke bị thả rơi xuống hầm nơi có một con quái thú. Dù hạ được con quái nhưng Luke vẫn bị Jabba bắt lại. Jabba quyết định đem Luke, Han và khỉ đầu chó đi bón cho một con quái thú khác, nhưng Luke đã được ăn búp bẩn của biên kịch, dùng thanh lightsaber giấu sẵn trong sách toy, biểu diễn một màn nhào lộn bắt kiếm các thứ, trong khi lính của Jabba đứng nhìn. Cậu giải thoát cho Han và khỉ đầu chó. Thợ săn tiền thưởng huyền thoại Boba Fett cũng xông ra và chết như một thằng đần. Leia thì siết cổ Jabba đến chết bằng sợi xích nô lệ. Cả nhóm phá hủy tàu của Jabba rồi rời đi like a boss. Trong khi những người khác về hội quân với Cộng Hòa, Luke quyết định đến Dagobah để hoàn thành khóa huấn luyện của mình và phát hiện ra Yoda đang hấp hối. Yoda dùng 99 thời gian hấp hối để nói cho Luke nghe những gì cậu đã biết, rằng Darth Vader hay Anakin Skywalker đúng là bố của cậu. Giờ mới chịu tiết lộ rằng vẫn còn một Skywalker nữa nhưng đang xuất luôn. May mắn vẫn còn hồn ma của Obi-Wan ở đây để nói cho Luke biết rằng Leia chính là chị sinh đôi của cậu. What the f**k bro? Ông có ở đấy khi chị tôi hôn tôi không? Cậu phải đối mặt với Vader một lần nữa để hoàn thành khóa huấn luyện. What the f**k bro? Lần trước chưa học xong thì ông bảo không đánh được Vader, giờ mới về chưa học thêm gì đã bảo đánh tiếp. Lúc này thì tình báo Cộng Hòa phát hiện ra hoàng đế là người ngã ở đâu đứng dậy ở đó. Death Star trước hỏng thì làm thêm một cái Death Star mới với điểm yếu y nguyên, nhưng mà có thêm một cái lá chắn năng lượng bảo vệ. Máy tạo khiên được đặt tại mặt trăng của Endor, nên Han dẫn một tiểu đội gồm Luke, Leia và khỉ đầu chó đi phá hủy. Nói là tiểu đội nhưng mà đông vãi là... Bằng cách sử dụng một con tàu đánh cắp của đế chế, họ đến nơi mà không bị phát hiện là tàu ăn cắp. Ông thủ kho của đế chế cần phải bị đuổi việc. Tại đây, họ chạm trán một bộ tộc Teddy Bear. Sau một cuộc xung đột ban đầu, thì Sekdo giả làm thần thánh và thuyết phục được đám này nhập hội. Đêm đó, Luke nói với Leia rằng họ là chị em, Vader là bố, và cậu phải đi giết bố. Leia trả lời rằng bằng một cách nào đó cô vẫn luôn biết việc này. Thế cái lúc này thì có biết không? Luke đầu hàng đế chế để được đưa đến gặp Vader. Cậu cố dùng thông não no jutsu lên Vader nhưng không có tác dụng. Vader đưa Luke đến gặp hoàng đế để thông não ngược lại, bằng cách lải nhải hãy để cơn giận xâm chiếm cậu. Yoda phiên bản ngược lại, chấm hết. Để dụ Luke nổi giận thì hoàng đế cũng nói rằng bạn của Luke đang tự chui đầu vào giọ. Mọi thông tin được leak ra cho quân Cộng Hòa đều là bẫy cả. Đội của Han gần như đã bị đánh bại, nhưng nhờ có các Teddy Bear cùng cung tên giáo mác, họ thành công chống lại đội quân Thiên Hà được trang bị tối tân và phá hủy cỗ máy tạo lá chắn. Hoàng đế liền hạ lệnh cho Death Star bắn hạ quân Cộng Hòa. Luke liền tấn công nhưng bị Vader ngăn lại và hai bố con lại đấu kiếm. Lần này thì đổi kèo, Luke chặt đứt tay của Vader và tuyên bố với hoàng đế rằng mình là một Jedi giống như bố. Hoàng đế bảo bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhé, và dùng haki bá vương để tra tấn Luke. Không cam chịu ngồi nhìn con trai mình chết, Vader đổi phe, tóm lấy hoàng đế và ném hắn xuống trục lò phản ứng. Nhưng Vader cũng bị điện giật cho gần chết trong lúc tác nghiệp. Ở một diễn biến khác thì Lando đã cosplay Luke thành công, dùng tàu Falcon bắn được vào điểm yếu của Death Star, nhưng thay vì phát nổ ngay như phiên bản đầu tiên, lần này có đủ thời gian để Luke tháo mặt nạ cho ông Bo, tâm sự với ông Bo, nhìn ông Bo chết trong tay mình, rồi lên tàu thoát đi mới phát nổ. Tại Endor, Leia tiết lộ với Han rằng Luke là em trai mình. Nhìn mặt Han thì tôi khá chắc là đang nghĩ lại cảnh kia. Sau đó Luke hỏa thiêu bộ giáp của Vader và đoàn tụ với bạn bè. Trong buổi lễ ăn mừng chiến thắng, Luke lại nhìn thấy các hồn ma. Do có haki bố nhân vật chính nên Vader trở lại hình dạng Anakin, còn Obi-Wan và Yoda thì vẫn già như lúc chết. Và đó là kết thúc của 3 phần Star Wars đầu tiên đã ra mắt vào những năm 70, dù được đánh số chính thức là 456. Tôi còn quại, đừng quên bấm like và ấn đăng ký cho các kênh thuộc hệ thống của The Reviewer. Xin chào và hẹn gặp lại.